Hồi 26, đất Bàn Thành Hạng Vương đại thắng, thành Huỳnh Dương. Hán chúa dưỡng quân, Ngụy Báo hay tin Hạng Vương kéo quân đến, vội vàng hỏi chư hầu và chư tướng thương nghị, rồi chia quân ra làm năm đạo. Đạo thứ nhất, Ân Vương Tư Mã Ngang. Đạo thứ nhì, Lạc Dương Vương Thần Dương. Đạo thứ ba, Thường Sơn Vương Trương Nhĩ. Đạo thứ tư, Hán Vương và chư tướng. Đạo thứ năm, Ngụy Báo tự lãnh Nguyên Nhung đi áp hậu. Các đặt xong, Ngụy Báo sai Tư Mã Hân, Động Ế và Lưu Trạch giữ Bành Thành làm quân ứng tiếp. Ngày hôm sau, Ngụy Báo nai nịch gọn gàng lên ngựa, ra khỏi thành năm dặm, bài sẵn trận thế rồi đem năm đạo nhân mã mà tiến phát. Bỗng thấy trong đám cờ Long Phượng Nhật Nguyệt, Hạng Vương cởi ngựa ô truy, cầm trường thương xông đến hét lớn: "Lù Bang, hãy ra đây chịu trói!" Đạo quân thứ nhất của Hán là Tư Mã Ngang ra tiếp chiến. Hạng Vương nổi giận mắng: "Thằng nghịch tử, ta không phụ ngươi, sao ngươi lại nỡ phản ta?" Tư Mã Ngang nói: "Đại vương giết vua nghĩa đế, hành động ấy tôi không phục, nên tôi bỏ về Hán." Hạng Vương hét lên như sấm, làm cho Tư Mã Ngang thất kinh ngã nhào xuống ngựa. Hạng Vương bước tới đâm một thương, Tư Mã Ngang định đưa thương ra đỡ, nhưng con ngựa của Hạng Vương nó lướt đến mau, Tư Mã Ngang đỡ không kịp, bị một thương chết tốt. Hạng Vương thúc quân truy sát ngót một dặm, thì đạo quân thứ hai bên Hán là Thân Dương kéo đến. Hạng Vương lại mắng: "Phản tặc, người dám phụ ta, bỏ sở mà đầu Hán sao?" Thân Dương nói: "Hạng Vương có đức, thiên hạ quý phục, đến như đại vương cũng không nên đầu hàng mới phải." Hạng Vương nổi giận, vung trường thương đâm tới. Thân Dương ban đầu còn lui tránh, sao cũng bị Hạng Vương đánh riết, không tránh đỡ được nữa. Mai thai giữa lúc đó, đạo quân thứ ba của Hán do Thương Nhĩ cầm đầu kéo đến kịp phụ lực. Hai tướng hợp sức đánh với Hạng Vương được 10 hiệp, nhưng rồi cũng đuối sức, làm sao mà chịu nổi cày thương quá nặng của Hạng Vương. Thần Dương bấn loạn, bị Hạng Vương chém chết. Thương Nhĩ không dám đánh nữa, lùi quân bỏ chạy. Quân Sở lại ồ ạt đuổi theo. Được một lúc, gặp Hán Vương và các chư tướng dẫn đạo binh thứ tư kéo đến. Hạng Vương sai quân gọi Hán Vương ra nói chuyện. Trong đám cờ tán rợp trời, trống chiên dậy đất, Hán Vương cởi ngựa bạch xông ra. Hạng Vương nhìn mặt nghiến răng nói: "Lù Bang, mi là một tên đình trưởng trên sông Tứ, được phong làm Hán Vương, còn chưa biết phận, dám manh tâm mà gây loạn. Ta bảo người, nếu dám đánh ta ba hiệp, ta giao cả sơn hà cho, bằng không thì hãy gục mặt dưới chân ngựa ta mà chết đi cho rồi." Hán Vương nói: "Ngươi là đứa bạo nghịch, chớ cày sức mà khoe tài. Ta không đánh ngươi bằng sức mạnh, ta chỉ đánh ngươi bằng lòng nhân, ngươi cũng đã đủ chết rồi." Hạng Vương cầm thương xốc đến, bọn Phàn Khoái, Chu Bột, Sài Vũ, Lư Quán và Ngân Cường vội vàng thúc ngựa ra đấu chiến. Hạng Vương đánh luôn năm tướng một lượt, cát bụi mù mịt, tiếng gươm đao chang chát. Được một lúc, bên Sở, bọn Hạng Trang, Hoàng Sở, Quý Bố và Ngu Tử Kỳ kéo binh đến trợ chiến. Tướng Hán cự không lại nên bỏ chạy, ba quân thì rối loạn, đạp nhau chết rất nhiều. Hạng Vương thúc quân đuổi theo, bỗng thấy một đội quân từ sau trận kéo đến, cản binh Sở lại. Thì ra đạo binh đó là đạo binh của Hán, nguyện soái Ngụy Báo. Hán Vương bấy giờ mới hoàn hồn, Ngụy Báo vỗ ngựa chặn Hạng Vương lại. Hạng Vương trông thấy Ngụy Báo thì hét lớn: "Nhà ngươi cũng phản Sở nữa sao?" Ngụy Báo nói: "Đại vương cậy mạnh, bạc đãi chư hầu, giết vua, nghĩa đế, thiên hạ đều ly loạn. Tôi không dám trái mệnh trời nên phải về giúp Hán. Đại vương nên lui binh thủ phận, nếu đối địch với Hán, tôi e mất cả quy danh." Hạng Vương nổi giận, xốc ngựa tới đâm một thương, Ngụy Báo lại rước đánh. Ngụy Báo giàu có sức mạnh nhưng không tài nào địch nổi Hạng Bá. Vừa đánh được ba hiệp thì tay chân bủn rủng, quay ngựa lại bỏ chạy. Hạng Vương xua binh đuổi theo truy sát, quân Hán thay nằm chặt đất, máu chảy dầm đường. Trong lúc rối loạn, bỗng có quân đến báo: "Tư Mã Hân và Đổng Ê đã mở cửa Bành Thành đón quân của Sở vào rồi." Hán Vương thất kinh, tay chân run rẩy, ngửa mặt lên trời mà than: "Đại binh đã tan rã,
Bành Thành mất thì Tất Thái Công sẽ bị giết rồi. Việc này cũng do ta gây nên cả. Nếu như ta nghe lời Trương Lương hằng tính thì đâu đến nỗi thảm bại. Thang chưa dứt tiếng thì đã thấy bốn tướng sở xua quân đến phủ vây đông nghịch. Hán Vương trông trước nhìn sau, tướng tá mình đâu mất hết, chỉ còn có mấy trăm quân kỵ đi theo hầu. Trời đã tối, Hán Vương tưởng mình không thể nào tránh khỏi tử thần được, mạng sống chỉ còn là sợi chỉ treo chuông. Bỗng một luồng gió đông thổi tới, bốn phương trời cát bụi mịt mù. Quân của Hán Vương đang vây phủ, thấy như vậy hoảng sợ chạy tứ toán. Trời thì tối như mực, không thấy bóng người. Hán Vương thấy ở phía trước có một đốm lửa sáng, liền cho ngựa lần đến. Chẳng bao lâu được ra khỏi vòng vây, xa tiếng quân reo. Hán Vương chạy ước được 20 dặm, dòng gió mới tạnh và trời cũng bắt đầu rừng sáng. Hán Vương kiểm điểm quân mã, không tìm thấy Hán Vương đâu, lòng căm tức vô cùng. Phạm Tâm thở dài nói: thôi rồi, Lưu Bang nó lại trốn thoát rồi. Lần này không bắt được Lưu Bang thì còn đợi lúc nào nữa? Hạng Vương liền sai Đinh Công và Ung Sĩ đem 3.000 quân truy nã. Hai tướng được lệnh cử hướng đông nam đuổi theo. Bây giờ Hán Vương một người một ngựa đang đào tẩu, bỗng thấy phía sau cát bụi mịt mù, tiếng quân reo hò tở mở. Tướng sở là Đinh Công trông thấy Hán Vương liền thúc ngựa đến. Hán Vương không kịp tránh, không biết làm sao, bèn vái Đinh Công rồi nói: bàn tôi đến nước này thật không còn đường mà trốn thoát. Nếu như ông tha tôi, ngàn sao tôi chẳng dám quên ơn. Còn nếu như không thương kẻ cô cùng này thì tôi đành chịu trói vậy. Đinh Công nói: việc tôi đuổi theo ngài là lệnh vua, tôi không dám trái mệnh. Thật lòng tôi không hề muốn hại ngài. Thôi thì ngài cứ rẽ cương sang hướng đông mà chạy, còn tôi thì cứ giả vờ bắn theo mấy phát tên để cho quân sĩ khỏi nghi ngờ. Hán Vương tạ ơn rẽ cương chạy về phía đông. Đinh Công rút tên bắn theo 2-3 phát, làm ra cách cố đuổi bắt. Đoạn rồi quay ngựa trở về, gặp Ung Sĩ đang thúc quân tiến tới. Ung Sĩ hỏi: Túc Hạ đã rửa kịp Hán Vương, sao lại còn quay trở lại? Đinh Công đáp: tôi đuổi theo gần kịp, nhưng con bạch mã của Hán Vương nó chạy quá mau, tôi bắn theo 3 phát tên nhưng không trúng. Hán Vương đã chạy thoát về rừng rậm, tôi sợ phục binh nên không dám mạo hiểm vào một mình. Ung Sĩ nói: sao Túc Hạ lại bất tài đến thế? Đã theo kịp còn để cho Hán Vương trốn thoát thì còn gì là thể diện? Tôi đoán Hán Vương còn đang quanh quẩn ở trong rừng, chưa có chạy đâu xa. Vậy chúng ta cùng nhau hiệp sức tiến binh mà truy nã. Nói rồi cùng Đinh Công băng rừng đi theo. Hán Vương chạy suốt một ngày đêm, người mỏi ngựa mệt. Lúc đó thì trời đã tối, đằng sau thì quân sở cứ reo ó vang lừng. Lòng Hán Vương rối loạn, không biết nên chạy về hướng nào để thoát nạn. Chợt thấy bên đường có một cái giếng cạn, Hán Vương liền bỏ ngựa nhảy xuống giếng mà núp. Ung Sĩ đi qua không để ý, trời thì lại tối nên cứ thẳng đường mà đi. Quân Ung Sĩ đi qua rồi, Hán Vương mới hoàn hồn, lấy gươm khoét đất làm bậc rồi leo lên. Cũng may là giếng cạn không có nước. Khi leo lên được tới mặt đất thì Hán Vương đi tìm ngựa, con bạch mã nó cách đó 50 thước, đang núp mình trong bụi rậm. Ôi may thầy, Hán Vương lại thoát chết, lên ngựa rẽ cương quay về hướng khác. Bóng tối chập trùng, xa xa có tiếng gà gáy, chó sủa trong quãng rừng sâu, lại thấy một đốm lửa leo lét cách đó vài dặm. Hán Vương bụng đói như cào, đoán chắc nơi đó là nhà ở, liền dòng ngựa lần đến. Quả nhiên đi bộ vài dặm thì gặp một tòa trang viện rất lớn, xung quanh tòng bá bao vây. Chính giữa có một cánh cửa đóng kín. Hán Vương gọi cửa thì có một ông lão bước ra mở cửa rồi hỏi: khách ở xứ nào, có việc gì qua đây trong canh vắng? Hán Vương nói: tôi là Hán Vương, vua xứ Bao Trung, nhận đi đánh Sở bị bại binh, đến đây xin lão trượng cho trọ nhờ một đêm. Ông lão ngước nhìn thấy Hán Vương mặc áo giáp vàng, áo đỏ, lật đật sụp lại rồi nói: lão phù vốn nghe tiếng đại vương là bậc nhân vật trong thiên hạ, ngày nay quá bước đến tại ấp, lão phù không biết, xin đại vương tha tội chết. Hán Vương đỡ ông lão dậy rồi hỏi tên. Ông lão nói: lão họ Thích, có trang trại ở đây đã 5 đời, nên người ta gọi là Thích Gia Trang.
Hán Vương mới hỏi: sống trong rừng núi thế này, chẳng hay lão trượng có con cái chi chăng? Ông lão tàu: tàu đại vương, lão phù hiếm hoi không có con trai, chỉ có một đứa con gái, năm nay nó 18 tuổi. Trước đây vì thầy tướng tên là Hứa Phụ có nói con của lão phu sau này được hưởng đại quý, nay vạn hạnh gặp được đại vương đây, lão phu muốn đem tiện nữ hầu dưới trướng, chẳng biết thánh ý có rộng lượng hay chăng? Hán Vương nói: ta đã trốn nạn đến nơi đây, được lão trượng trọng đại, đó là may lắm rồi, còn dám đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Thích Ông liền gọi con gái mình là Thích Cơ ra lại chào. Dưới đèn bóng hoa muôn vẻ, Hán Vương lòng thấy bồi hồi, liền cởi chiếc đai ngọc trao cho Thích Ông để làm lễ xính. Thích Ông mừng rỡ thu nhận, và ngay đêm ấy sửa soạn đuốc hoa. Hán Vương ở đấy vài hôm rồi nói với Thích Ông: quân Hán vừa đại bại, tướng lãnh thì thất lạc, tôi đâu dám quyến luyến mãi nơi đây, vậy thôi tôi xin tạm biệt, lo việc thu góp tàn quân, lúc nào thư thả thì sẽ đến đây đón lệnh ái. Thích Ông không dám cố lưu, làm lễ tiễn đưa ra khỏi gia trang, theo con đường lớn đi thẳng về hướng nam. Vừa được 10 dặm, bỗng thấy một toán quân mã từ xa kéo đến, cát bụi mịt mù. Hán Vương vội vã lẩn trốn vào trong rừng. Chẳng ngờ toán quân đó là toán quân của Hạ Hầu Anh đi tìm Hán Vương. Hán Vương trông thấy mừng rỡ chạy ra hỏi: ngươi làm thế nào mà ra khỏi được Bành Thành? Hạ Hầu Anh nói: nhân khi Tư Mã Hân và Đổng Ế hàng sở, Thái Công và Nương Nương đều bị hãm, tôi ráng sức công phá để mở đường đưa hoàng tộc ra, nhưng vì thế cô không làm nổi, phải trốn ra cửa Tây. Cũng may vừa lúc đó quân sở đang bắt 2 vị điện hạ để ngồi trên ngựa định đưa về dinh, tôi vội vàng đánh lui quân sở, giải cứu ra được. Ra khỏi thành tôi tập hợp được 2000 sĩ tốt đi tìm đại vương nơi đây. Hán Vương khóc lớn rồi nói: tính mệnh Thái Công không biết ra sao, còn 2 đứa con nít này thì có đáng gì mà phải bận lòng đến tướng quân. Hạ Hầu Anh nói: thái tử là gốc của thiên hạ, đại vương nếu được thiên hạ mà không có thái tử thì sao yên được lòng dân. Hán Vương gọi 2 đứa con đến rồi nói: hầu tướng quân đã liều chết trong đám muôn quân mà cứu anh em mày, chúng mày phải ghi nhớ, ngày sau đừng có phụ ơn. 2 người con quay lại phục lại Hạ Hầu Anh tỏ sự tri ân. Hạ Hầu Anh vội đỡ dậy rồi quỳ xuống đất nói: đó là nhờ hồng phúc của chúa thượng, chứ sức tôi làm gì nổi chuyện đó. Ngày hôm ấy quân Hán đóng trên bờ sông biển, vua tôi cha con đang ăn uống, bỗng có quân vào báo nơi ven sông có một toán quân mã kéo đến, cát bụi mịt mờ. Hán Vương nói: đó là quân của ta đến cứu, chứ không phải quân địch đâu. Hán Vương nói vừa dứt lời, quả nhiên thấy tinh kỳ đỏ ối, kiếm kích chói lòa, một lá cờ đề một chữ lớn: Hưng Lưu Phá Sở Đại Nguyên Soái Hàn Tín, và một lá cờ đề: Tư Đồ Trương Lương. Nguyên Trương Lương và Trần Bình chiêu tập được 3 vạn tàn quân chạy thất lạc, dùng thêm cờ hiệu của Hàn Tín để đi tìm Hán Vương. Hán Vương trông thấy mừng rỡ nói: hai người can ta, không nên xuất quân vội, bởi vì ta không nghe nên chịu thảm bại. Giờ đây hai người lại chịu khó tìm đến mà cứu ta, thật là may mắn. Ta khổ vì Ngụy Báo không được dùng quân, khiến cho 56 vạn quân mang lấy tai ương thảm khốc. Trương Lương nói: thôi việc đã qua, xin đại vương chớ nên lấy đó làm ân hận. Chỗ này trống trải, không phải là chỗ để đóng quân. Đại vương nên lui về Huỳnh Thành, dưỡng uy sức chỉnh đốn 3 quân, rồi dùng Hàn Tín làm nguyên soái mới có thể trả thù cho đại vương được. Hán Vương theo lời, truyền thu quân đến Huỳnh Dương. Hoàng Thái Thú Huỳnh Dương là Hán Quốc Hưu, nghe quân Hán đến, vội mở cửa thành nghênh tiếp. Hán Vương cùng Trương Lương, Trần Bình, Hạ Hầu Anh và quân sĩ kéo thẳng vào trong thành. Phàn Khoái, Chu Bột và Vương Lăng được tin cũng lục đục kéo đến. Còn Ngụy Báo vì xấu hổ không dám đến Huỳnh Dương, tự lui về Bình Dương. Nhắc lại Đinh Công và Ung Sĩ đuổi theo Hán Vương suốt đêm mà không tìm được. Sáng hôm sau trở về báo lại với Hạng Vương: Lưu Bang đã chạy xa, chúng tôi rượt theo không kịp. Phạm Tăng nói: Lưu Bang bị thua vì Ngụy Báo cầm quân,
Nếu mà là Hàn Tín thì chưa chắc quân ta đã địch nổi. Hàn Vương cười rồi nói: Hàn Tín thì ta đã biết tài rồi, quân sư bất tất phải tân bốc. Nếu Hàn Tín thật có tài, sao không theo Hán Vương đến đánh Bành Thành, để cho Hán Vương phải thua trận Trùy Thủy vừa rồi? Phạm Tăng cúi đầu không đáp. Giữa lúc đó có quân báo: Tư Mã Hân và Đổng Ế đã bắt Thái Công và Lã Hậu đem nạp. Hạng Vương cho gọi vào rồi quát mắng: Ta phòng cho hai ngươi ở trung tầng làm nơi trọng yếu, thế mà lúc chương hàng thua các người không tiếp cứu, đợi cho quân Hán đến thì dấn thành đầu hàng. Nài thấy Lưu Bàng thua thì lại bỏ Hán về với Sở. Các người thật là những đứa tiểu nhân phản phúc. Nói xong sai võ sĩ dẫn Đổng Ế và Tư Mã Hân đem ra pháp trường xử trảm. Đoạn gọi Thái Công đến dưới trướng rồi mắng: Con của nhà ngươi là Lưu Bang, ta đã phong cho đất Hán Trung, lẽ ra phải biết ơn ta, lại sanh lòng phản phúc, đem quân cướp Quan Trung, phạm đến Bành Thành. Một người làm phản thì ba họ bị tru di. Nay ta bắt được nhà ngươi, nhà ngươi khó lòng mà thoát chết được. Nói xong toan gọi vũ sĩ đem Thái Công ra để chém. Phạm Tăng vội vàng can: Lưu Bang tuy bị thua, song Hàn Tín ở Quan Trung đang sắp sửa phục hận, ta nên giữ Thái Công lại để làm con tin, khiến cho Lưu Bang phải hệ niệm mà không dám phạm đến ta. Còn nếu giết đi thì chỉ gây thêm lòng căm phẫn chứ chẳng ích gì. Hạng Vương theo lời giao Thái Công và Lã Hậu cho Ngu Tử Kỳ quản thủ, rồi đem binh sang đánh Tề. Vua Tề là Duyên Hoàng bị Sở vây khổ lâu ngày, lại thấy Hạng Vương vừa thắng được quân Hán thì sợ hãi mở cửa thành ra đầu hàng. Thế là nước Tề lại thuộc về nước Sở. Hạng Vương lại kéo binh về Bành Thành chỉnh đốn nhân mã, có ý dùng vào việc phá Hán sau này. Tướng giữ Bành Thành là Bành Việt. Từ khi Hàn Hán thấy Hán Vương thua trận, vội vã đem quân bản bộ chạy vào Đại Lương hợp binh với Hán để giữ đất Lương. Còn anh bố lúc bấy giờ cũng bất mãn với Hạng Vương về việc phụng mạng đi bắt Thái Công, bị Vương Lăng đánh thua chạy về, lại bị Hạng Vương sỉ nhục, nên buồn lòng đem quân bản bộ lui về giữ Cửu Giang. Thời gian đó Hán Vương đồn binh ở Huỳnh Dương, chiêu tập nhân mã, quân thế dần dần hùng mạnh, lòng dân đã bình ổn như xưa. Một hôm Hán Vương bàn với Trương Lương: Này, quân ta đã chấn chỉnh xong rồi, song vị đại tướng thì chưa đủ tài điều khiển, nên lựa kẻ bất tài thì e khó điều dụng. Hàn Tín từ khi giao trả Ấn Tượng thì không thấy tin tức, nghe tin thua cũng không đem quân đến cứu. Nếu bây giờ tiên sinh có kế chi khiến cho Hàn Tín phải tự đến, ta nhân dịp đó mà trao trả Ấn Tướng mới vẹn toàn. Trương Lương nói: Việc đó thì không khó gì, tôi chỉ đến nói với Hàn Tín và Hàn Tín tức khắc sẽ đến đây. Tuy nhiên được Hàn Tín chỉ mới lợi một thôi, phải có Bành Việt và anh bố giúp sức thì mới phá Sở được. Hán Vương mới nói: Bành Việt hiện đã về với ta, còn anh bố thì đang lọc tôi nước Sở, làm thế nào mà dùng được? Trương Lương nói: Anh bố tuy là tôi nước Sở, nhưng vừa rồi bất mãn với Hạng Vương, nếu được một người thuyết khách giỏi đến Cửu Giang phân trần, tất anh bố sẽ bỏ Sở mà về với Hán. Hán Vương phán hỏi quần thần: Có ai vì ta mà đi sứ Cửu Giang chăng? Quan đại phu Tùy Hà bước ra tàu: Tôi tuy bất tài, nhưng xin đại vương cứ giao việc ấy cho tôi. Hán Vương mừng rỡ, viết thư chiếu sai Tùy Hà đi. Tùy Hà đến Cửu Giang, anh bố hay tin gọi mưu sĩ Phi Hách đến rồi bảo: Người này đến đây tất Hán Vương vì mới bại binh, không địch nổi Sở, muốn lợi dụng ta việc gì đây chăng? Phi Hách nói: Có lẽ Hán Vương muốn dụ ta bỏ Sở về với Hán, đại vương nên tìm cách mà thoái thác. Anh bố nói: Sở đã bạc đãi ta, ta không muốn phò Sở, tuy nhiên về Hán chưa chắc Hán đã trọng dụng. Phi Hách nói: Thế thì đại vương nên giả bệnh từ chối, để dò xem Hán Vương có tha thiết giùm mình hay không rồi sẽ liệu. Anh bố liền sai môn lại nói với Tùy Hà: Sử Hán hãy lưu lại ngoài thành, đợi đại vương tôi khỏi bệnh rồi sẽ tiếp đón. Tùy Hà đoán biết mưu của Phi Hách, liền tìm đến ý kiến riêng với Phi Hách. Phi Hách đón vào rồi hỏi: Hoàng đại phu đến đây có việc gì?
Tùy Hà nói: Hán Vương vừa bại trận, đóng thành đóng nơi Quỳnh Thành, các tướng đều nhân dịp về thăm quê nhà. Tôi quê ở Lục An, đi theo Hán Vương đã lâu, nay được phép tảo mộ, qua đây mến tiếng đại vương nên ghé vào ý kiến. Không ngờ ngài lại nghi tôi là thuyết khách nên không tiếp. Lẽ ra tôi đi ngay, nhưng lại nghĩ rằng đi như thế làm cho ngài nghi ngờ không lợi. Vả lại đại vương trấn giữ nơi Cửu Giang, này chính là nên nhúng mình để tiếp người hiền mới phải. Đại phu phụ tá cho anh vương cũng nên khuyên vua trọng sĩ. Nếu những kẻ mộ danh tìm đến thì cự tuyệt, còn ai đến với mình? Tùy Hà nói mấy câu gieo vào lòng Phi Hách một niềm cảm phục vô biên. Phi Hách lưu Tùy Hà lại nơi tư dinh, đặt rượu khoản đãi rồi nói: Xin quan đại phu hãy tạm nghỉ ngơi đây một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa ngài vào ý kiến anh vương. Tùy Hà cáo từ lui ra trú nơi quán trọ. Hôm sau Phi Hách vào triều thuật lại những lời nói của Tùy Hà. Anh bố truyền mời Tùy Hà vào tương kiến. Tùy Hà chỉnh đốn mũ áo, ung dung đến nơi. Anh bố cầm tay dắt lên thềm thi lễ, mời ngồi rồi nói: Tiên sinh theo Hán Vương đã lâu, chắc đã rõ nội tình. Tại sao trận truy thủy vừa rồi Hán Vương không dùng hàng tính, và hiện nay đóng quân ở Huỳnh Thành là ý muốn làm gì? Tùy Hà mới nói: Hán Vương phát thủ thư bá cáo chư hầu đi đánh Hạng Vương, hỏi tội giết vua Nghĩa Đế. Chư hầu đều tình nguyện giúp Hán, vì thế Hán Vương cậy có nhiều người giúp mới được lưu hàng tính trấn thủ ở Quan Trung là nơi căn bản. Chẳng ngờ Hạng Vương đã mật sai người đưa thư khắp thiên hạ, bảo rằng giết vua Nghĩa Đế là chính tay Cửu Giang Vương chứ không phải Sở Vương, nên các chư hầu lại cho Sở Vương bị mắc hàm quan nên không hợp sức với Hán nữa, do đó Hán bị cô lập và bị thua. Hiện nay các nước như Tề, Lương, Yên, Triệu đều công nhận đại vương là kẻ thí nghịch, đang muốn khởi binh vấn tội. Bất nhật các nước ấy sẽ kéo đến đây, chỉ có Hán Vương vì mới bị thua nên không sự binh vào việc này. Thế mà đại vương vẫn điềm nhiên, này mai nghĩa binh mà kéo đến, đại vương sẽ thành một người đại ác trong thiên hạ, tội nhân ấy muôn đời. Anh bố nghe nói hầm hầm nổi giận, đứng phắt dậy chỉ về phía bắc rồi mắng: Giết vua Nghĩa Đế nơi sông Hàn là do Hạng Vũ chủ mưu, ta đây chẳng qua ai sai thì làm nấy, nay lại đổ tiếng đại ác đó cho ta, sao ta lại chịu để muôn đời nguyền rủa? Tùy Hà giả cách vội vàng can: Xin đại vương bớt nóng, đại vương hiện đang làm phiên thần của Sở, lỡ ra lời của đại vương mà đến tai Hạng Vũ thì nguy cho Hạng Vương lắm. Anh bố càng thêm tức giận hét: Ta nghĩ việc giết Từ Anh, Tử Anh, đào mã Thủy Hoàng và giết vua Nghĩa Đế đều là Hạng Vũ sai khiến, ta vẫn lấy làm hối hận, sợ thiên hạ chê cười. Nay Hạng Vũ lại đổ tội cho ta, thật là một đứa đê hèn vô liêm sỉ. Tùy Hà nói: Đại vương nay cần phải giải bày tội lỗi của Hạng Vũ cho thiên hạ biết mới mong minh oan được, chứ nóng giận mà ích gì. Theo ý tôi, hiện nay Hán đang thù Sở, thế nào cũng sẽ đánh Sở để trả thù. Đại vương nên thuộc ý với Hán, hợp với Hán vương để rửa tiếng cái tai ác này. Anh bố nghe Tùy Hà nói thì lòng phơi phới, ghé tai nói: Ta vẫn có ít nhiều bất mãn với Sở, ý đã muốn phò Hán, nếu ngài giúp cho được việc, ta sẽ không quên ơn. Tùy Hà mới nói: Tôi cảm ơn đức đại vương đã lâu, việc ấy dẫu có khó khăn, tôi cũng quyết hoàn thành. Anh bố nói: Thế thì tiên sinh lưu lại đây vài hôm, ta sắp xếp xong sẽ tính việc đầu Hán. Anh bố nói vừa dứt lời, bỗng có sứ Sở mang chiếu thư đến, xin vào ý kiến. Anh bố vội vàng tiếp chiếu mở ra đọc, chiếu rằng: Cứ phép xưa nay nhà vua động binh, chư hầu trợ giúp, đó là nghĩa vụ của bề tôi. Cửu Giang Vương trấn thủ Giang Hoài, cầu an ẩn dật, nghe quân đánh Tề cáo bệnh không giúp đến, trận truy thủy cũng ngồi xem thắng phụ mà thôi. Lâu nay trẫm vì bận việc quân không xuống chiếu trách cứ, vậy Cửu Giang Vương nên biết tội xét mình. Từ nay hễ thấy hội binh thì phải đến hội ngay, không nên chậm trễ.
Anh bố đọc xong cúi đầu suy nghĩ. Tùy Hà sợ anh bố đổi ý nên vội chạy đến nói: cụ Giang Vương đã có ý định về với Hán thì còn tiếp chiếu Sở mà làm chi? Anh bố thất kinh chưa kịp nói thì sứ Sở đã hỏi: người là ai mà dám nói càng như vậy? Tùy Hà mới nói: ta là sứ Hán, đến ước với anh Vương hợp sức mà đánh Sở, hỏi tội cái đứa thí quân, sao mà mày không biết? Sứ Sở nghe Tùy Hà nói, lại thấy anh bố cứ ngồi yên thì biết việc mình đã hỏng, nên sợ lụy đến thân, vội nhảy xuống thềm mà chạy trốn. Tùy Hà nói với anh bố: cứ xem lời chiếu đủ biết, Hạng Vũ muốn giết đại vương để bịt miệng chư hầu, sao đại vương không giết đứt sứ Sở đi để ra mặt giúp Hán? Anh bố bị khích lệ của Tùy Hà hầm hầm giận dữ, rút gươm đuổi theo chém sứ Sở chết ngay, rồi xé nát chiếu chỉ, điểm quân cùng với Tùy Hà kéo đến Huỳnh Dương để đầu Hán.